Xin chào mọi người, xin chào các chị em nghe. Thì giờ này em điểm cắt đồ mới xong rồi mấy chị nè. Không. Thì trong cái thời gian mà em cắt đồ á, nhiều khi á là chị em mình có gọi điện hoặc là inbox, Zalo, Facebook để mà mua hàng á, thì bên em á là trả lời sơ sót nha, hoặc là nhiều khi mà chốt đơn nhưng mà hàng nó đi chậm trễ á, thì mấy chị cũng thông cảm giùm, tại vì ở chỗ của em là không phải ở thành phố. Ở chỗ của em là em thuộc về chợ Chà Lồng, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Em nằm ở phường, ở chợ phường rồi. Cho nên đó là cái mà việc mà mình kiếm nhân viên để mà chốt đơn á, thì nó cũng hơi khó. Em cũng có tìm nhưng mà thấy là chưa có phù hợp á, chưa có người phù hợp cho nên chưa có giao lại được. Cho nên một mình phải đi cắt đồ, phải ghép tin nhắn, phải gửi hàng, cho nên đó là nó có sơ sót. Em biết là có khi sơ sót nhiều đơn hàng á, có khi chốt đơn rồi nhưng mà do làm ghi trong cuốn sổ á mấy chị, ghi trong cuốn sổ nhiều khi đi cắt đồ này rồi cái sách cuốn sổ theo rồi cái ghi ghi rồi cái mình bỏ qua cái cuốn sổ đó, nhiều khi mình chốt đơn nó bị sót á, chốt không hết, gửi hàng không hết, cái đi xuống dưới bàn dưới ngồi thì có cuốn sổ khác ở dưới rồi, cho nên mọi người thông cảm. Có nhiều chị em á mua hàng thì thương thương em và ủng hộ bên em thôi nè. Bên em á là cắt hàng áo này là áo khoác nè mấy chị. Thì rất mong mọi người thương và ủng hộ bên shop của em nha. Thì em cũng đang tìm á, đang tìm một cái bạn nhân viên để mà chốt đơn, để mà nhằm phục vụ cho mọi người tốt hơn á, để tránh cái tình trạng sót đơn và bỏ những cái tin nhắn, bỏ sót những cái tin nhắn và những cái cuộc gọi điện thoại á mấy chị. Tại vì nhiều khi một mình em á là em làm không có hết được. Nhiều khi có những cuộc gọi tới á, mình bắt máy không kịp nhưng mà gọi lại nhiều khi đó là máy bận, hoặc là mình mượn cái số điện thoại của người nhà mình gọi á, khi mà em gọi lại thì người nhà nói là không có đặt hàng, không có gì hết, cho nên cũng rất là khó. Cho nên đó là em cũng đang tìm một bạn để chốt đơn phụ để phục vụ cho mấy chị được tốt hơn nha, được mọi người được tốt hơn. Thì bên em á là cắt đồ áo khoác, áo khoác này là áo khoác dài phát lửng chuyên bán sỉ da lẻ luôn nha mấy chị. Cái này là áo khoác nè, bên em á là chuyên về đồ bộ áo khoác dài và lửng, cái này áo khoác dài và áo khoác lửng luôn nè mấy chị. Cái lô đợt này là em cắt từ size số 1 tới size số 6 luôn nha, là tầm khoảng 45 kg tới 70, 75, 80 kg mặc vừa, cũng tùy theo chiều cao nữa nha mấy chị, chứ không phải nhất thiết là cân nặng cỡ đó là mình mặc vừa nha, cũng theo chiều cao và theo vóc dáng của mỗi người nữa nè. Giải thì cũng về nữa nè mọi người, bên nhà em hình hình như là có mẫu mới liên tục luôn. Nhưng mà có nhiều khi bận quá em chốt đơn không có kịp, có mẫu mới là không dám đăng luôn á mấy chị. Cho nên nó là đăng lại video mới có mẫu mới mấy chị rất là vui. Mấy chị nói trông mòn mỏi luôn rồi mới có được cái mẫu mới nè. Hàng bên nhà em cắt liên tục, cho em nào mà mình là tổ hợp với mấy chị mà mình hiện tại không có hàng ổn định thì mấy chị cứ liên hệ bên em có đào tạo để mình về mình tự học, để mình tự làm hàng để ra, không cần phải phụ thuộc tổ hợp hay là gì nha, mình tự làm hàng mình tự bán luôn nha. Bên em có đào tạo học viên luôn nha, khắp các tỉnh luôn nha mấy chị. Bên em có bán gặp mẫu luôn, gặp mẫu bên em thì em bán theo size và theo mẫu nha mấy chị. Mình thích mẫu nào thì cứ chọn mẫu và chụp ảnh gửi qua em, kèm theo chiều cao cân nặng, hoặc là mình muốn cắt size số mấy á thì báo bên em đều có phục vụ cho tất cả mọi người nha. Bên em cũng có bán giải luôn, giải bên em làm chuyên về là chất giải thun cát Misa nha mấy chị, thun cát Misa nha. Bên em chỉ bán chuyên về một loại này thôi nha, không có bán nhiều loại như những cái hàng thị trường ở ngoài. Em chỉ bán cái hàng mà em làm rồi em bán ra luôn cho mấy chị thôi. Nè, mấy chị có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ bên em nha. Rồi video đến đây em xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha.